chào các anh chị chuyên viên tư vấn bảo hiểm tại AIA. Tôi rất tự hào khi có mặt trong buổi sáng hôm nay để công bố chặng đua cuối cùng cho danh hiệu MDRT. Trước khi bắt đầu, tôi muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến các tư vấn viên vì những cam kết, tâm huyết và sự đam mê vượt trội trong suốt năm 2020. Vừa qua, mặc cho sự ảnh hưởng to lớn của đại dịch COVID, các anh chị một lần nữa đã thể hiện mình là những chuyên viên tư vấn tài chính tốt nhất trên thế giới. Và bây giờ, hãy cùng nhau tăng tốc trên chặng đua giành lấy danh hiệu MDRT 2021 để tập đoàn AIA sẽ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên toàn thế giới liên tục 7 năm về số lượng MDRT. Và quan trọng hơn là cho bản thân, cho gia đình và cho cả khách hàng của các bạn được bảo vệ cuộc sống, cũng đồng thời biến thời điểm này trở thành tháng có doanh số tốt nhất năm 2020 của bạn. Danh hiệu MDRT, tôi biết bạn sẽ làm được. Xin chào tất cả mọi người. Bước vào tháng 12, điều đó nghĩa là gì? Đó không chỉ là tháng kết thúc năm của AIA, mà còn là pha nước rút cuối cùng dành cho tất cả chúng ta để đạt được danh hiệu MDRT. Năm này không hề dễ dàng. Mọi người đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhưng tôi biết tất cả chúng ta tại AIA sẽ tiếp tục giữ vững vị trí của mình vì một mục tiêu quan trọng mang đến sự bảo vệ cho hàng triệu khách hàng của chúng ta. Mặc dù năm nay rất khó khăn, nhưng nó càng thể hiện sự kiên cường của chúng ta hơn bao giờ hết. Vì lẽ đó, tôi muốn kêu gọi tất cả các anh chị hãy dành năng lượng cao nhất cho chặng đua cuối này để AIA tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 MDRT trong 7 năm liên tiếp. Xin chào tất cả các chuyên viên tư vấn dẫn đầu khu vực châu Á. Chúng ta đang bước vào tháng cuối cùng của năm 2020. Hãy cùng nhau thể hiện sự kiên trì, quyết tâm của chính anh chị để vượt qua những thử thách và cũng thể hiện sự tận tâm của mình để mang lại những điều tốt đẹp nhất đến mọi người xung quanh. Tại AIA, các anh chị có toàn quyền giúp đỡ khách hàng của mình để hoạch định tài chính cho tương lai của họ và cho cả gia đình của họ. Vì vậy, tôi muốn khuyến khích các anh chị hãy tiếp tục chiến đấu. Và tôi chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất để đạt được danh hiệu MDRT 2021. Xin chào các anh chị chuyên viên tư vấn AIA. Đây là tháng cuối cùng để chạy MDRT. Tôi muốn các bạn hãy bứt phá trong thời điểm này để giành lấy danh hiệu MDRT 2021. Chúng ta đã có 6 năm liên tiếp ở vị trí số 1 trên thế giới. Và chúng ta đều biết năm này là một năm hết sức khó khăn. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục tăng tốc và giữ vững phong độ, thì chúng ta sẽ luôn ở vị trí cao nhất. Tôi chúc các anh chị những điều tốt đẹp nhất và hãy cùng nhau bứt phá trong cuộc đua giành danh hiệu MDRT 2021. Xin cảm ơn.